mà chị hay đi với anh Tuấn Trần quay quay phim. Anh Tuấn Trần đánh chị Harry mạnh dữ, Đánh thiệt á hả? Đánh đánh thiệt thiệt rồi. Tất cả mọi người ơi, tại vì cái đó là nhân vật của Tuấn Trần á, chứ ở ngoài Tuấn hiền lắm chứ tôi không đánh mạnh gì à đâu. Thế à, Rudia thấy rằng là bình thường á, về chị Lê Giang khi mà quay cái bộ phim đó thì Rudia thấy chị Lê Giang như thế nào? Nhân vật vui vui dạ. Bình thường thì Rudia gọi chị Lê Giang là chị đúng không? Dạ, chứ không có giống Tuấn Trần là gọi bằng dạ. Mẹ học rồi, trong phim đó thì trong... cô gọi là cô dạ. Đúng không? Rồi sao nữa, còn cái gì mà chị Rudia thích về chị Lê Giang nữa không? Giờ chị Lê Giang ngồi cười kìa, nói chuyện dễ thương có duyên có duyên có duyên. Còn về anh Tuấn Trần thì như thế nào? Nói sao cho nghe được nhá. Đó, anh Tuấn Trần ngồi kìa. Anh Tuấn Trần đẹp trai đẹp trai dễ thương thân thiện với mọi người mà hình như là khi mà nói là hình như là hơi miễn cưỡng hay sao á, kiểu như không vui á, phải bỏ cái dây ra. Thôi con à, em nó nói vậy là đúng rồi, sao con cứ là nói lát nữa nó nói không được bây giờ. Còn cái phần sao ta, còn cái phần sao là Tuấn Trần. Nhưng mà lúc này đây thì Tuấn Trần và cũng như là chị Lê Giang có thể share cái đường link trực tiếp trên fanpage Facebook để quý vị khán giả cũng như là người các bạn fan của hai diễn viên có thể theo dõi luôn trực tiếp này và đặt những câu hỏi trong chương trình Gương Mặt Showbiz. Hồi nãy á thì có khen Tuấn Trần rồi đúng không? Bây giờ có một câu hỏi này dễ trả lời hơn nè. Trong lúc quay hay là ở ngoài bình thường mà tiếp xúc với anh Tuấn Trần đó thì có cái tật xấu nào không? Đừng nhìn mặt bên đó sẽ bị chi phối cảm xúc. Nhìn bên này. Đó rồi, em cứ tự thoải mái trả lời đi. Con có tập gym, con có học boxing á. Hèn chi thấy tướng. Ôi sao tự nhiên cái volume của em nó bị giảm xuống dữ vậy? Có ăn hiếp em không? Anh thấy là nãy giờ giống ăn hiếp lắm á. Bình thường có ăn hiếp không? Đây, sẵn hàng nghìn khán giả đang xem cái luồng trực tiếp này thì em có thể nói điều đó ra. Em không thể nói được. À, không thể nói được là có. Không thể nói được là có. Không sao em cứ nói. Ví dụ như anh tốt như thế nào thì em cũng có thể cho mọi người biết mà, không sao hết. Em nói thật. Rồi, em nói thật. Tuấn Trần bắt đầu hoang mang rồi. Nhìn ở ngoài rất là hiền. Nhưng mà em có thấy nhìn cảnh mà chị hay đi với anh Tuấn Trần quay phim. Anh Tuấn Trần đánh chị Harry mạnh dữ. Đánh thiệt á hả? Đánh thiệt rồi. Tất cả mọi người ơi, tại vì cái đó là nhân vật của Tuấn Trần á, chứ ở ngoài Tuấn hiền lắm chứ tôi không đánh mạnh gì. À thế à, khoan nâng niu lắm. Nhưng mà ở đây thì Rudia vẫn chưa kể xong câu chuyện đây. Có thể là giả vờ. Có thể giả vờ nhưng mà sau đó thì sao? Em thấy rằng anh Tuấn Trần em sợ đúng không? Hay sao? Hơi sợ một chút xíu. Hơi mất hình tượng á Tuấn Trần. Hơi mất hình tượng một chút xíu. Riêng với Tuấn Trần thì thấy rằng là cô em gái của Harry Won này thì như thế nào về tính cách, và đặc biệt là trong cái lúc mà mình quay cái bộ phim Gia Đình Mén đó. Nói chung thì khi mà đóng phim với lại Rudia thì nói chung là rất là nhiều cái rất là thú vị. Đặc biệt nhất là Rudia không có rành về tiếng Việt á. Cho nên đó là khi mà mỗi lần thoại á thì mọi người kiểu bị xì á, cho nên là diễn không có được. Anh Tuấn là xì dễ thương á, kiểu như dễ thương, nói cái chuyện đớt rồi khá là dễ thương đó. Harry như vậy dễ bị bệ xì đúng không? Trong lúc diễn. Rồi còn sao, còn tật gì nữa không? Tật xấu gì đó không? Hay là một cái dễ thương gì đó về Rudia? Rudia thì dễ thương sẵn rồi. Không có gì đâu phải khen đúng không em? Cảm ơn anh. Cảm ơn em. Và các bạn có bình luận rằng là trong Gia Đình Mén, Hiếu chị Mén rồi. À, bữa nay chị Mén phát đi quay rồi. À, hôm nay thì không có Harry tham dự vào cái vừa trực tiếp này, hy vọng sẽ mời Harry vào trong Gương Mặt Showbiz ở những số lần sau. Và bây giờ thì có lẽ là với chị Lê Giang thì chị Lê Giang thấy rằng là Rudia như thế nào? Chị đã gặp Rudia khoảng bao nhiêu lâu rồi? Ở ngoài đời á, thì chị Lê Giang có gặp Rudia đi ăn chung. Tại vì Lê Giang với Trấn Thành với Harry rất là thân, cho nên là chị em có đi ăn và gặp. Và có Rudia có tới tiệm nail của chị Lê Giang làm móng nữa, cho nên là cũng gặp nhau vài lần. Và sau khi được biết Rudia tham gia phim á, trời ơi, thấy rất là ngỡ ngàng. Chưa bao giờ em nó mới bước vô showbiz mà thấy em nó run lắm. Mới đầu quay thấy em nó run lắm, nhưng mà cũng chỉ an ủi em và bình tĩnh. Tại vì ai cũng vậy hết trơn á, hồi đó chị cũng vậy. Khi mà chị mới bắt đầu vô nghề á,
thậm chí chị nói không được mà cứng luôn á, cứng cái họng luôn á, tại vì mình lo mình bấm máy là bắt đầu rung rung rồi quên luôn, không có còn nhớ cái gì trong đầu hết trơn á. Nhưng mà an ủi, nhưng mà Rolia làm mất rất là hay. Rodia. Chị đọc lại gì cái tên? Rodia. À Rodia rồi. À, nhưng mà Rodia ơi, anh thấy rằng là em vẫn còn khớp khi mà tham gia cái bộ phim Gia Đình Mén, vậy là em xin một cái vai đó từ chị Harry hay là được ai mời vào cái bộ phim Gia Đình Mén này? Mời. Được mời đúng không? Được mời. Rồi lúc đó thì em có quyết định đồng ý ngay không? Đã đồng ý ngay khi mà được mời chưa? Hay là phải suy nghĩ? Suy nghĩ. Phải suy nghĩ. Nhưng mà chị hay nói là đừng sợ, không bình tĩnh và kinh nghiệm. Có chị Harry đừng có lo lắng, thì nên là không sao hết. Dạ. Nhưng mà trong tập 1 thì hình như là của bộ phim Gia Đình Mén thì vẫn chưa có sự xuất hiện của Ria. Dạ. Bạn có thể bật mí một chút là bạn sẽ xuất hiện ở tập mấy không, và tính cách của nhân vật của Ria trong cái bộ phim này thì như thế nào? Khoảng tập 4-5 mới xuất hiện. Tập 4, tập 5 là lúc này em vẫn chưa xuất hiện. Mới xuất hiện, yeah, đúng không? Yeah. Trong tập 4, tập 5 của bộ phim Gia Đình Mén. Yeah. Để biết còn quý vị khán giả còn phải đón xem để xem là Ria xuất hiện ở tập mấy nữa trong cái phần đó, đúng không? Yeah.